Chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mình nấu hủ tiếu mực ăn cả nhà. Hủ tiếu mực mình có hai con mực nè. Mực nang, rồi có xương nè. Rồi có một miếng nửa trái tim nè, tim heo với miếng gan. Dưới này một miếng thịt nạc nè để mình làm thịt bằm. Ở đây mình cũng có trứng cút nè. Ở đây mình cũng có cà gót với củ khoai trắng để nấu nước ngọt á. Rồi cũng có rau ăn kèm nè. Lát mình ra vườn mình thấy mình cắt thêm hẹ nữa, có hẹ vô ăn nó mới thơm. Rồi đây mình cũng có hủ tiếu nè, hủ tiếu mình mới mua, người ta nói hủ tiếu xe đét nè, chứ nữa giờ mình cũng chưa ăn nữa, người ta nói dai bột lọc vậy á. Rồi mình mua ăn thử đi. Vậy giờ cái này cũng có hành, mình làm hành phi, làm nhiều mình để dành mình ăn. Mình cũng có bát sẵn nồi nước nè, mình cho xương vô mình trụng trụng mình bỏ qua mình nấu. Cho gan vô mình luộc luôn, tim luôn, ớt với củ cải mình đổ vô nước ngọt. Sáng mình đi chợ mà mình mua tôm, mình có tôm có tép nhỏ nhỏ mà mình không mua, có tôm bự bự để vô ăn cũng ngon. Nếu con mình nó cũng không thích ăn tôm nữa, cho nên thôi con tôm nhỏ không à, lột cực thôi, nghỉ ăn. Mình xắt củ cải ra chanh vô nồi nước nấu. Giờ nắng quá mua đồ để nó cũng héo, thì mua 2 ngày để nó héo queo. Để đây mình cũng có bắt sẵn nồi nước nè. Mình cho mình có củ hành tây nè, mình cho vô luôn. Rồi cà gót với củ cải trắng mình cũng cho vô luôn, mình nấu nước ngọt. Này sáng mình cũng sơ chế mình rửa rồi, giờ mình cũng trụng sơ rồi, giờ mình gấp mình cho qua nồi nước luôn đi, cho qua nồi nước ngọt này luôn, có hai cục rồi. Giờ mình bắt cái chảo lên là để mình làm hành phi luôn, mình cho dầu vô mình làm hành phi. Để giờ dầu nó cũng nóng rồi, mình cho vô muỗng muối. Bây giờ gì mình cho muối xong rồi mình cho hầm vô luôn. Rồi giờ tim với gan mình luộc nó cũng săn lại rồi, mình cho qua nồi nước rồi luôn. Tại vì mình phải luộc trước như vậy, mình trụng sơ gì nè, để máy mình bỏ vô đây là cái nồi nước nó luộc. Mình cho qua đây mình hầm. Vậy giờ trong khi chờ đợi mình hầm, mình đem mình xắt thịt để mình bằm ấy. Nãy mình lóc ở trong cái mấy cục xương ra nè.
xong rồi, cho vô tôm. Bây giờ mình sẵn này mình sắc mực luôn. Bây giờ mình đi ra mình cắt hẹ cả nhà ơi. Tại vì ăn hủ tiếu thì nó có hẹ, giá hẹ thì nó mới thơm, mới ngon. Mà sáng mình không có mua. Có hẹ nè. Cắt nó ăn là nó lên nữa. Giờ mình cắt nhiêu rồi kìa. Mình cũng nhỏ một cọng hành nè. Mình nêm vô là hủ tiếu. Ngò ghế nữa. Để vô cho nó thơm. Cây nhà lá vườn có gì ăn nấy. Giờ mình cũng rửa rau xong rồi. Giờ mình đi vô mình ướp thịt. Cái nhà con mèo nhà mình nè. Chuyên môn ngủ trên võng gì không à. Con nào cũng vậy, theo nhiều khi ba con nó phóng võng nó ngủ. Nhà nuôi 5 con mèo, ở đâu lại 5 con. Rửa đầu nó, chừng nào muốn ngủ nó phóng võng ngủ. Nghe không? Ngủ nữa đó. Ngủ sướng lắm, ngủ giống không. Giờ mình cũng sắc hành để mình ấp thịt. Bây giờ mình cho hành vô. Cho vô nửa muỗng hạt tiêu. Nửa muỗng đường. Chút tiêu. Muỗng nước mắm. Nửa muỗng mực ngọt nhỏ. Để lên lá mình à. Để vô nước lèo cho nó ngọt. Bây giờ cái nồi súp của mình hồi nãy giờ mình hầm nó cũng mềm rồi. Bây giờ mình nêm vô. Mình cho vô đây một muỗng mực ngọt. Hồi nãy mình có để muỗng muối, 2 muỗng muối à. Giờ mình cho vô đây muỗng mực ngọt.
cho vô đây 2 muỗng hạt nêm, cho vô đây 1 cục đường phèn. Bây giờ mình gấp miếng gan nè, chín nè, mềm nè, để mềm quá không ngon, mình gấp trái tim ra luôn nè. Xương thì mình để đây đi. Cái này 1 muỗng nước mắm ăn canh cho nó thơm. Mình dằn thêm nửa muỗng đường này cát nè, cục đường phèn để nó hơi nhỏ. Chưa sống nha mà ăn gì. Vậy giờ hành phi mình cũng phi xong rồi. Thì mình đổ ta nó ra cái dây nè, lượt. Vậy giờ sẵn cái chảo mình phi hành nữa nè, cho thịt vô mình xào luôn. Mình cho mực cho mình xào luôn cái này cho thơm. Vậy giờ mình sắc gan tay mình rửa sạch rồi, mình sắc nhà mình hết vào tay rồi. Bây giờ cái phần nước lèo này của mình nó cũng xong rồi đó, cả nhà mình nêm mình cảm thấy nó vừa ăn so với gia đình mình đó. Giờ mình cũng có bắt cái chảo lên nè, mình cho nước súp qua đây mình nấu. Mình nấu riêng cái chảo gì nè cả nhà, ăn mình nấu mình chảo mình tôi gì. Mình đập trứng vô chứ để mình nè. Cho trứng như nào cũng được cái này á. Cho trứng vào cái này. Cho thịt với bằng thịt bằm nè, nó mình cũng có xào nè. Rồi mình cho mực vô, ăn như thì mình để như thôi. Mực mình cũng có xào rồi. Bây giờ mình cho nước lèo vô. Nước lèo phải sôi gì nè, tại vì hủ tiếu á nó phải nó cứng á. Cho nước tương vô. Chào cả nhà nha. Chào bà cô chú. Chào cô Tú. Cả nhà mình nấu hủ tiếu cũng xong rồi. Hủ tiếu mình cũng xong rồi. Giờ mày cả nhà ăn hủ tiếu với ba mẹ con nha. Mời ông bà cô chú ăn hủ tiếu. Mày đút cho nóng á. Cô giá nha. Cô cũng rồi luôn.
Mình cũng có để hành phi rồi cả nhà, giờ mình cho thêm cho nó thơm. Thêm muỗng chất chất cay lắm. Cô ăn nào. Để thêm không? Cái này để mình làm cho đừng có đó. Mình có nhả miếng mực nha. Hủ tiếu xe bét này cả nhà, dài như một lọc. Nhắm mắt, thở. Thở nhẹ nhẹ thôi. Thở này thở ào ào chứ. Ba này dễ bà tự nhất à. Hổ rồi khá nhờ. Mày có nhà ăn miếng tim nha. Tim heo. Rồi á. Ghét mà cũng có cái ghét mà cho cho tí hả. Cảm ơn nha. Để ngon hay quá dạy cho lý cái này coi ngon hả. Em thử coi có ngon không. Ừ rồi. Ừ. Ủa nữa đó. Còn ăn nhất à. Ngon lắm cái này. Cho cái mẻ mới chút xíu rồi. Ngọt lắm. Ngon lắm. Ừ. Ngọt không? Cái này cái gì vậy? Ngon. Cái mệt cái gì nè. Ngon số 1. Thôi không? Đó. Bò số 2 thôi. Ừ. Ta có làm gì thầy chứ không? Hết giờ. Nãy gần ngút mẹ. Nãy giờ gì vậy chị? À. Má. Ừ. Má. Nãy giờ lắm mà. À. Thôi. Hết chưa? Cái này là cộng bún nè. Cái này là cộng bún nè. Cái này là cộng bún nữa. Chỉ có là bột lọc. Bột lọc. Chờ bếp bán ở đây không ta? Hình như cái cầm hủ tiếu này cái nhà ăn nó ngọt. Ngọt hơn cái cầm hủ tiếu kia. Cả nhà ơi, à, ba mẹ con mình ăn hủ tiếu mực đến đây cũng đã xong rồi. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye mọi cô chú. Bye bye.